Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái mặc một chiếc váy rất là đẹp này. Hãy cùng tô với mình nha. Trước tiên là mình sẽ tô nơ cài tóc này. Màu xanh nha. Chiếc váy này thì mình sẽ tô màu hồng. Chiếc váy rất là đẹp. Cài bồng. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh này nhé. Thank you.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Một cô gái rất là xinh đẹp với chiếc váy màu hồng này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh của các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.